Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 7 tháng 12, 2023 giá ổn định. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định so với hôm qua. Theo ghi nhận tại Sa Đéc, gạo về ít, các kho gạo xuất mua lai rai, các kho gạo chợ mua lựa mặt lựa giá mua vào. Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay tại Sa Đéc, gạo nguyên liệu IR504 12.600 tới 12.800. OM380 12.400 tới 12.600. OM5451 13.400 tới 13.600. OM18 13.500 tới 13.700. Đại Thông 8 13.500 tới 13.700. Nhật 12.700 tới 12.800. SD24 14.300 tới 14.500. Gạo Sóc 12.500 tới 12.700. Gạo Lài 13.800 tới 14.000. Tại An Cư, Cái Bè, gạo nguyên liệu IR504 12.800 tới 12.900. OM380 12.500 tới 12.600. OM5451 13.500 tới 13.600. Đại Thông 8 OM18 13.800 tới 14.000. Gạo Sóc 12.800 tới 13.000. Gạo Lài 13.700 tới 13.900. Ở khu vực Lấp Vò, gạo nguyên liệu IR504 12.500 tới 12.700. OM380 12.400 tới 12.500. OM5451 13.300 tới 13.500. OM18 13.400 tới 13.600. Đại Thông 8 13.400 tới 13.600. Ở An Giang, gạo nguyên liệu IR504 12.500 tới 12.600. OM5451 13.200 tới 13.400. Đại Thông 8 OM18 13.400 tới 13.600. Phụ phẩm: tấm thơm thành phẩm 11.500 tới 11.600. Tấm lộn xộn 10.900 tới 11.000. Cám 7.100 tới 7.300. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.